Video này dành riêng cho các anh nào yếu sinh lý, xuất tinh sớm, dương vật không cương cứng. Hello mọi người ạ, em là Hà. Em đoán chắc rằng là 10 anh đang xem livestream ở đây thì hầu như là cũng phải có đến 7 đến 8 anh gặp phải cái tình trạng vấn đề về yếu sinh lý, đúng không ạ? Các anh không nói thì em cũng biết thừa vì là chồng em cũng bị như vậy nên em không còn xa lạ gì nữa cả. Và cách đây gần năm ý, thì hai vợ chồng nhà em thì cứ mỗi lần là gần gũi thì rất là khó hòa hợp trong cái chuyện chăn gối, chuyện vợ chồng. Thật sự thì em cảm thấy rất là buồn và mệt mỏi vì là cảm giác như kiểu là không được cái về vấn đề về nhu cầu nó không được giải quyết ấy, và lúc nào cũng cảm thấy bí bách ở trong người. Và thực sự thì cứ mỗi lần gần gũi của hai vợ chồng thì chồng mình thì lúc nào cũng bị xì ra ấy, và của chồng mình thì nó không cương cứng lên được. Và như kiểu là người ta hay có câu là chưa đi chợ đã hết tiền ấy. Đấy, chứ mà chồng mình gặp phải cái vấn đề về xuất tinh sớm ấy, nên là thật sự ở lúc đấy cái tâm trạng của mình thì cảm thấy rất là hụt hẫng, và mình cũng không dám nói cho chồng mình tại vì sợ chồng mình buồn này, với cả sợ chồng mình tự ái nữa. Nhưng mà là trong đầu mình nghĩ là tất nhiên là không thể để cái tình trạng này nó kéo dài lâu hơn được nữa. Thì thực sự thì cũng rất là tình cờ thôi, là qua một lần là em lượn lờ trên Facebook thì cũng được biết đến cái bộ sản phẩm mà tăng cường sinh lý rất là hiệu quả tên là Kinh Sinh này. Thì thực sự thì là cái bộ sản phẩm Kinh Sinh này là em được biết đến là bộ sản phẩm Kinh Sinh này được nhập khẩu từ Canada. Và thực sự mà nói thì em là một người rất là kỹ tính trong cái chuyện là lựa chọn sản phẩm, mua sản phẩm ở đó. Nhưng mà em cũng đã tìm hiểu rất là nhiều nơi rồi, tại vì là chồng mình gặp phải cái tình trạng đấy nên là em cũng phải tìm hiểu rất là kỹ. Nhưng mà cũng thật sự thì là tìm hiểu rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà lại thật sự hoàn toàn đặt niềm tin vào bộ sản phẩm Kinh Siêu này, thì là em được biết đến là bộ sản phẩm này còn được cấp phép của Bộ Y tế nữa. Và lúc đấy thì em cũng không còn lăn tăn gì nữa mà là quyết định là mua cho chồng mình luôn cái liệu trình 3 tháng sử dụng. Và thực sự thì là lúc sau thì em cũng không còn là như là nhỉ, lúc đấy thì em cũng cảm thấy rất là bất ngờ ấy, tại vì là khi mà sử dụng mà chồng em trước đó thì là cứ mỗi lần mà quan hệ của hai vợ chồng ấy thì cũng chỉ được tầm khoảng 3 đến 5 phút thôi. Nhưng mà sau khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm Kinh Siêu này khoảng tầm 7 đến 10 ngày thì cái thời gian quan hệ của hai vợ chồng thì cũng phải lên đến được tầm khoảng 7 đến 10 phút. Và lúc đấy thì em cũng đã cảm thấy rất là vui rồi. Tại vì là cảm thấy cái hiệu quả của cái bộ sản phẩm này nó lên từ từ, lên dần dần ấy. Và sau đó thì khi mà chồng em uống được gần 2 tháng, sau khi mà chồng em sử dụng được cái bộ sản phẩm Kinh Siêu này lên đến gần 2 tháng, thì cái thời gian quan hệ của hai vợ chồng em có thể lên đến hơn 30 phút. Lúc đấy thì em cảm nhận được là chồng em thì là cương cứng nhiều hơn này. Và lúc đấy thì cảm thấy sung mãn nhiều hơn nữa. Và cho đến bây giờ là chồng em đã sử dụng hết được cái bộ sản phẩm, bộ liệu trình của bộ sản phẩm Kinh Siêu này là tính đến cái thời điểm đó là cũng phải đến tầm hơn một năm nay rồi. Thì chồng em lúc nào cũng duy trì được cái tình trạng
sung mãn, tình trạng bùng cháy và lúc nào cũng cảm thấy trong người là hưng phấn ấy. Thế nên là mình cảm thấy rất là mãn nguyện và rất là sung sướng. Lại mình cảm giác như là bao lâu nay thì là nhu cầu của mình thì bây giờ cũng đã được đáp ứng rồi. Và sau khi mà được biết đến cái bộ sản phẩm Kisil và chồng ấy sử dụng bộ sản phẩm này thì phải nói là cái chuyện là chăn gối của vợ chồng mình được tăng lên đáng kể, và cũng như là hai vợ chồng mình rất là hạnh phúc, và cái bộ sản phẩm này cũng giữ lửa cho hạnh phúc hôn nhân của hai vợ chồng mình hơn rất là nhiều. Và thực sự mà nói là mình rất là cảm ơn cái bộ sản phẩm Kisil này vì là nó mang đến hạnh phúc cho vợ chồng mình ấy. Thì em nghĩ là những các anh chàng nào mà gặp phải cái tình trạng vấn đề về yếu sinh lý thì đừng ngần ngại gì cả, mà hãy tìm hiểu thật kỹ và hãy đặt mua cái bộ sản phẩm Kisil này. Tại vì em nghĩ là cái bộ sản phẩm này nó thực sự nó rất là hiệu quả. Thì chính em đây, em đã đặt mua cho chồng mình và cũng đã cảm nhận được là cái bộ sản phẩm này nó hiệu quả như thế nào rồi. Nên là em nghĩ rằng là cái bộ sản phẩm này là rất là hiệu quả cho tất cả các đấng mày râu, và em muốn chia sẻ cho tất cả các đấng mày râu, cho tất cả các anh để các anh có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình, để làm sao lúc nào cũng có thể giữ lửa cho hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng mình nhé. Đây, bộ sản phẩm này thực sự là em rất là tin tưởng và rất là mong muốn là các anh cũng sẽ có những cái sự lựa chọn đúng đắn nhất để lựa chọn cho mình.